Xin chào các bạn. Mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của series Nhân Chứng Sống. Với câu chuyện của chú người kể chuyện. Như mình đã có đọc trong một tập Nhân Chứng Sống trước đó thì chú Hưng người kể chuyện từng trải qua những chuyện kỳ lạ ở một căn nhà tại quận Năm. Lần này thì liên quan tới một khu khác là khu Bình Thới ở quận 11. Chuyện này thì được chú đăng vào ngày 29 tháng 1 năm 2024. Thời điểm đó, chúng tôi đóng đô ở quận 5. Có vài anh em bộ phận khác ở phía bên quận 11, trong khu cư xá dân cư Bình Thới. Căn nhà và căn đường đó thì tôi vẫn nhớ dù bên đó địa chỉ và đường xá cứ lộ tùng phèo, rất là khó tìm dù khi đó vắng người và ít nhà cửa hơn bây giờ có một hôm hai anh em bên đó qua chỗ chúng tôi nhậu nhẹt trong lúc trà dư tiểu hậu có một anh lỡ lời nói một câu má nó chứ nằm ngủ mà ma quỷ nó cứ trêu hoài có ngủ nổi đâu bắt đúng bài nên tôi cướp sóng ngay tôi xà vào gạ gẫm anh kể cho nghe Hai anh đó cứ anh nọ nhìn anh kia một cách lúng túng mà không dám kể. Mấy anh em tôi bên này đều khoái chuyện lạ nên dắp tâm đổ thêm hai lít gò đen cháy họng để tiếp hai anh bên kia. Kết quả, rượu vào, chuyện mà ra như suối. Căn nhà các anh ở lúc đó thì giờ họ đã sửa to lại và hình như vẫn cho thuê làm nhà hàng hay cửa hàng gì đó. Nó có ba tầng, hai lầu một trệt Ngay ngã ba đường Xung quanh cũng có nhiều quán xá cà phê, hủ tiếu, phá lấu, tiệm tóc Ngay hôm đầu tiên ở đó Lúc mới chuyển đến Thì đã có màn chào đón khi vừa chuyển đồ vào xong Mấy anh em tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm Thì cái tủ bếp treo, sập đánh dầm một cái Nồi niêu song chảo, lẫn bát đũa cơm canh Lộn bậy, tanh bành với nhau Khỏi phải ăn, Mấy anh em lội bộ ra ngoài ăn hủ tiếu gõ Để sáng mai dọn dẹp Anh Tuấn có kể như thế này Tôi về sớm nhất mời ông kia ăn xong Ghé quán cà phê xem phim Khi vào tắm Tôi cứ nghe thấy có tiếng bước chân lẹt xẹt bên ngoài Rồi nghe có tiếng người nào đó Như là đàn bà Lào bào gì đó Chửi bới gì đó Bằng tiếng hoa mới đầu thì nghĩ là hàng xóm nói to nhưng sau khi tắm xong ra ngoài xem lại thấy tường kín cửa kín bưng chỉ có cửa trước lầu một quay ra đường lúc đó thì trời đang mưa to nhà kế bên thì hình như không có người ở chả hiểu ban nãy ai nói ở đây tôi pha trà rồi ngồi mở máy làm việc từ bàn tôi ngồi nhìn ra là cầu thang lên đang làm tôi chợt ngửi thấy có nồng nặc mùi gì như là mùi dầu xoa bóp ngẩng lên khỏi màn hình tôi thấy có một người đàn bà cỡ chừng năm mấy sáu mươi tuổi tóc uốn rất quăn như đống tóc giả trên đầu mặc bộ đồ và cầm thứ gì đó như cái quạt giấy đứng ngay ngoài cửa chỗ chiếu nghỉ cầu thang từ lầu trệt đi lên để lên lầu trên bà ta đứng nửa người trong bóng tối nửa người ngoài ánh điện và nhìn tôi trừng trừng. Cái miệng móm sọp và cặp mắt rất dữ. Tôi luống cuống gật đầu chào bà ta. Bà ta không tỏ thái độ đáp lễ mà vẫn đứng ngó nhìn tôi trừng trừng. Tôi cúi xuống làm việc tiếp và chợt băn khoăn. Không biết đây là ai. Nhà này thuê nguyên căn, chỉ có anh em làm việc và ở không liên quan tới chủ nhà. Thì lại sao có bà nào ở đây? Nhưng kẹt là lúc đó Có tới ba bộ phận lẻ cùng làm việc ở đó Nên tôi nghĩ Có khi bà này là nhân viên Của các bộ phận khác làm việc ở đây Tối muộn làm xong Tôi đi nghỉ trước mấy anh em kia Nên cũng chẳng chuyện trò được gì Tới hôm sau Khi ra ban Tôi ngẩn người khi nghe anh Đường nói Hiện chỉ có chúng tôi ở đây Tôi là phụ trách chính Và hai bộ phận khác Chỉ thỉnh thoảng ghé qua làm việc rồi về họ không có nhân viên ở lại đây hay làm việc trực tiếp vậy thì cái bà đêm qua là ai băn khoăn vậy mà tôi không dám nói ra cho anh em sau đó chừng hơn một tuần có một hôm cả mấy anh em đều ở nhà công việc xong anh em ngồi đánh cờ với nhau tôi xuống nhà mở cửa ra ngoài gọi ly cà phê vừa bưng ly cà phê vào Đóng cửa Bước chân lên cầu thang Vô tình ngoái lại Thì tôi lại gặp cái bà đó lần nữa Lần này Thì bà ấy mặc một bộ đồ gì đó tối màu Và đang ngồi khoanh chân Ngay trên nóc chiếc xe Của anh em đi Đang đỗ trong tầng trệt Bà ấy mắt nhìn tôi trừng trừng Với cái miệng móm sọt Tôi đã rớt cả ly cà phê Gào không ra tiếng Mấy anh em nghe thấy vội chạy xuống hỏi xem có chuyện gì thì tôi không dám nói là thấy cái gì mà chỉ nói là bị trượt chân té trong lúc anh em dọn miếng ly vỡ tôi có nhìn quanh căn phòng trệt nơi đỗ xe thì chẳng thấy bóng dáng người đàn bà kỳ lạ bí ẩn kia nữa tôi thì nhát mấy cái chuyện hồn bóng lắm nhưng không dám kể với mấy anh em đành phải im lặng có anh em ở nhà thì tôi mới dám ở anh em đi ra ngoài thì tôi cũng đi theo có dám ở một mình đâu, mà cũng chả dám kể với anh em. nghe xong, tới lượt anh Giang kể. Em thì có linh cảm tốt lắm, ngay lúc mới chuyển tới ngôi nhà này, em đã thấy ớn ớn rồi. nhà thì cứ tối tối lạnh lạnh, mà cũng nghĩ là thôi kệ, nhà cơ quan thì có sao dùng vậy. ngay hôm đầu, cái tủ bếp nó sập xuống, em đã thấy không ổn. Hỏi anh em ở trước Thì mấy anh cứ cười cười Chả ai nói gì Em ngồi uống cà phê ở quán cạnh nhà Thì nghe chị chủ với bé nhân viên nói Ui đây nhà nào cũng vậy chú ơi Nhà tôi đây Tối đêm cũng quậy banh chành Nhát mấy đứa nhân viên suốt à Ban đầu tụi nó ngủ lại Nếu làm muộn Sau thì muộn tụi nó cũng về Chứ chẳng có đứa nào chị ngủ lại cả Tôi ở đây ngủ trên lầu 2 Mà gần như đêm nào cũng nghe thấy loảng xoảng bên dưới Rồi có tiếng gõ cửa phòng Rồi tiếng họ chửi nhau bằng tiếng hoa Ly cốc thì cứ vỡ hoài Cúng ban ông địa Nhiều khi đổ cúng sáng ra đổ tè le Đành phải lập thêm ban thờ nữa Ngày nào cũng dâng cúng Mà thỉnh thoảng vẫn có chuyện này chuyện kia Em thì cũng bình thường Không tới nỗi sợ lắm ba cái chuyện ma quỷ Mà lạng cái tối ngủ Thỉnh thoảng mới bị bóng đè nhưng cứ buổi trưa ngủ Là bao nhiêu lần mơ thấy có hai người đàn bà Một già một trẻ Cứ bước qua mặt và đuổi em đi chỗ khác Bảo là đây là nhà tao Rồi đe dọa bóc cổ Với thỏ tay vào móc mắt Ngoài hai anh Tuấn và Giang Thì cũng có một anh nữa bị trêu Anh này có cô bạn gái bên phường 16 quận 8 Nên hay qua đó chơi Có một đêm về muộn Vừa vào nhà đóng cửa thì thấy có một người đàn bà đi phía trước mặt anh tưởng là khách của anh em đến nên chỉ lặng lẽ đi phía sau sau khi lên cầu thang thì anh thấy người đàn bà này đi thẳng lên lầu ba mà trên đó thì thuộc bộ phận khác làm kho và chẳng có ai ở cửa các phòng thì đều khóa tưởng người này muốn lên sân thượng cho thoáng anh thò tay bật đèn tính chỉ chỗ cho mở cửa ra sân ánh đèn sáng thì người đàn bà này quay đầu lại nhìn thấy cách người này quay đầu thôi là anh đã muốn té xỉu rồi người gì mà vẫn đi lên cầu thang nhưng cái đầu quay ngược lại như cảnh trong phim kinh dị răng thì nhai ra đen xì hai con mắt cũng đen gương mặt thì màu xám như màu cho chứ không có trắng anh ấy liền chạy xuống lầu hai đập cửa kêu ầm ĩ mấy anh em cũng choàng dậy coi ra sao hai anh lên tầng trên bật đèn tìm quanh mà chẳng thấy gì cả còn anh bị trêu thì sợ tới phát bệnh nghe chuyện các anh kể thì tôi tò mò lắm rủ thêm anh nữa thứ bảy mò sang chơi rồi xin ngủ lại xem sao vì nghe các anh nói gần như đêm nào cũng có tiếng ho hắng của người già tiếng rên rẩm hoặc thỉnh thoảng có tiếng đàn bà chửi rùa gì đó bằng tiếng hoa lúc thì như vọng bên trên lầu xuống khi thì như ở dưới trệt vẳng lên rồi có lúc nửa đêm phía tầng trên cửa cứ như có ai đập rầm rầm rồi tiếng chân đi lên đi xuống cùng tiếng thở phì phì lúc thì mùi rượu lúc thì mùi cải chua lúc thì mùi dầu lục thần thủy nồng nặc trong đêm anh em tôi đã mò sang nhiều lần, ngủ trưa lẫn ngủ đêm. Khi anh em bên đó ngủ thì hai anh em tôi vẫn ngồi đánh cờ nhâm nhi cà phê với nhau. Mắt thì liếc ngang dọc, tai giỏng lên để nghe ngóng. Chỉ có hai lần, một lần là tiếng cửa sập nghe rầm một tiếng rung cả nhà. Hai anh em bật dậy, cả mấy anh em bên đó đang ngủ cũng nháo nhào dậy, cùng thò đầu ra khỏi phòng theo anh em tôi lên tầng trên xem có tiếng gì. Nhưng những cánh cửa trên mấy căn phòng bên trên vẫn khóa. Cửa ra sân thượng thì là cửa sắt vẫn đóng. Thế rồi, lần nữa là tầm 12 giờ hơn. Cả căn phòng đột nhiên toàn mùi dầu gì đó. Mà cái kiểu lọ màu đỏ, các cụ lớn tuổi người Hoa trong Nam hay dùng mù mịt trong phòng. Anh em tôi lại bật dậy lần nữa, lật đật chạy lên chạy xuống, tìm xem mùi từ đâu ra và cũng chẳng thấy gì cả. Trước năm 1975, khu cư xá Bình Thới là một khu nghĩa địa rất rộng lớn của người Hoa, có tên gọi là Nhị Tỳ Quảng Đông. Nơi đây là nơi chôn cất của người Hoa cả Sài Gòn. Tới năm 1983 thì chính quyền không cho chôn cất ở đó nữa. Tới năm 1988 thì chính quyền đã cơ bản di rời bộ phần của người dân ở đây đi nơi khác và săn lấp mặt bằng để xây dựng nên khu dân cư bình thới ngày nay tôi nghe kể cũng nhiều chuyện lạ từ những người ở đây và cũng được trải nghiệm khá nhiều anh bạn tôi làm nghề kim hoàn có mở tiệm ở châu văn liêm cũng có một căn nhà rất to và gia đình cũng không ở được giờ phải làm nhà xưởng sản xuất và công nhân ở nhưng nghe anh nói công nhân cũng chả ở được lâu mà phải ra ngoài thuê trọ Kế tiếp chúng ta sẽ đến với một trải nghiệm tâm linh Của bạn có Facebook là Lê Nhã Yến Nhi Đây là chuyện mà bạn ấy kể vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 Em cùng bạn là nữ có nói chuyện với một anh hơn tuổi tụi em Bạn em thì chơi thân với anh đó hơn em Hơn 2 năm trước anh Thuận đó có đi kéo tôm ngoài bờ biển Bình Thuận và bị chết đuối vào một năm sau em được bạn dù vào nhà anh đó chơi vì bạn em nhận ba mẹ anh đó làm ba mẹ nuôi và có nhậu nhẹt do em yếu nên uống được một lon bia và bạn em nhậu cũng ngà ngà say nên ngủ lại từ trước tới giờ em có bảo là chưa bao giờ thấy ma lần nào bạn em có bảo là anh thành từ lúc chết tới giờ thiêng lắm em cũng nghĩ thầm mong anh cho thấy một lần để xem thực hư như thế nào nên tụi em nằm ngoài phản đối diện với bàn thờ anh thành và bộ ghế đến lúc nửa đêm có nghe thấy tiếng sột soạt như có ai cầm nắm kẹo vò trên tay và tiếng bật lửa em thì tưởng là ba anh ấy dậy nhưng soi đèn điện thoại thì không có ai ở đấy cả lần thứ hai cũng y chang nên em mở mắt thì thấy có một cái bóng đen ngòm lướt từ ngoài cửa lướt vào và biến mất ngay chỗ bàn thờ. Em lấy điện thoại đang sạc pin để ra soi đèn thì không thấy ai cả và giờ đó là lúc 12 giờ một phút. Em khá hoảng hốt nên lay like bạn em dậy thì nó bảo dáng nhắm mắt ngủ đi. Có lẽ bạn em cũng biết là em đã gặp cái gì. Em có khấn trong bụng là xin lỗi anh và mong anh không trêu nữa đến sáng thì ba anh dậy em cũng dậy kể cho ba anh ấy nghe ba anh ấy bảo là đốt nén nhang với điếu thuốc cho anh ấy mà nhang cháy nhưng điếu thuốc em đốt hoài thì không cháy được mà phải nhờ ba anh ấy đốt thì mới được ba anh ấy bảo chỉ người thân trong nhà như ba mẹ anh chị của anh ấy mới đốt được thôi chứ người ngoài đốt là không có cháy em vì sợ nên không dám ngủ lại thêm bữa nào dù bạn em có rủ đến chơi mấy lần Kể từ lần đó Em lại gặp nhiều vấn đề tâm linh tương tự Không biết Có phải là do em mạo phạm người ta hay không Sau này Khi ra ở trọ riêng Em có thuê Ngay gần trung tâm thành phố Lúc đó Có ở chung với người yêu Sáng hôm đó em bị bệnh Nên ở phòng Người yêu có xem em bệnh thế nào rồi khép cửa đi làm mà lúc đó là chỉ đóng lại chứ không có chốt một lúc sau em thấy anh ấy mở cửa bước vào mang theo hơi lạnh ngồi xuống dưới chân em cảm giác chân em lúc đấy lạnh toát rồi anh ấy bảo dậy đi sao giờ còn ngủ nữa thế rồi anh ấy tắt quạt em khá ngạc nhiên là vừa nãy anh ra khỏi nhà có dặn em là mệt thì cứ nằm nghỉ rồi chiều về có cần gì dọn Thì anh ấy dọn Giờ nói vậy Thì em thấy hoang mang Nhưng không để ý Mà lại quay vào trong nhắm mắt ngủ Một lúc sau quay lại Thì không thấy anh đâu Và cái quạt thì vẫn bật Em có nhắn tin hỏi Thì anh ấy bảo anh ấy có về đâu Sáng lên là anh ấy đi làm luôn Sau vụ đó Em dáng cầm cự Ở lại thêm một tháng Thì mới chuyển trò câu chuyện kế tiếp của một bạn có Facebook là Duy Mạnh. Chuyện được đăng vào ngày 25 tháng 8 năm 2018. Đó là cái khoảng cuối tháng 6 năm 2005. Khi đó, tôi vừa học xong lớp 12, chuẩn bị bước vào cuộc thi quan trọng nhất của đời học sinh. Sau khi nghe nhiều anh chị đi trước vẽ ra một viễn cảnh tuyệt vời ở đất thủ đô, tôi quyết định chọn trường du lịch Một ngành mà tôi đã yêu thích từ lúc còn bé Bước chân xuống bến giáp bát Lố nhố những người và người Dưới cây nắng tháng 6 như đổ lửa Khiến cho ai cũng có vẻ có bẩn và vội vã Tôi nhìn thấy ông anh họ của tôi Đang đứng vẫy ở phía xa Này, mày ra có một mình thôi à? Anh tôi hỏi Vâng, Em đi có một mình thôi Chỉ hỏi như vậy Anh tôi vội vã phóng xe đi Trong cái nắng như đổ lửa của Hà Nội Khu trọ của ông anh họ tôi Nằm ở khu Khương Hạ Đó là một khu trọ Nằm sâu trong ngõ ngách Đi qua những ngôi nhà chen trúc nhau Những bàn công vươn ra ngoài Được bao kiên cố Bằng chuồng cọp hàn kín Con người thì có vẻ không thân thiện cho lắm vì ai cũng mải miết làm công việc của mình. Hồi đó, trong mắt của một thanh niên ở quê lần đầu ra thành phố thì nó là như vậy. Quay trở lại nhân vật chính của câu chuyện. Đó là khu trọ của anh họ tôi. Là một khu trọ khá rộng, có khoảng hơn 30 phòng. Những người đi trọ hầu hết là sinh viên và những người lao động xa quê. Ở chính giữa thì là một dãy các cây cối nhỏ rậm rạp, một vài cây ăn quả, cây cảnh, khá ẩm thấp. Vì vậy, giữa mùa hè nhưng ở đây rất mát mẻ. Phòng anh tôi thì nằm ở gần cổng vào, cạnh khu nhà tắm của cả khu trò. Bên cạnh còn có cây mít khá to, bóng mát bao trùm cả mái của phòng anh tôi. Này, mày đây nhé, hôm nay anh bận tí việc ở công ty. Lát nữa nếu có đói Thì ra đầu ngõ có mấy quán cơm bụi Mày thích ăn gì thì mua tạm mà ăn Mà anh rảnh Thì anh đưa mày đi chơi bù Được không Tôi mới bảo vâng Và ông anh tôi lại vội vã phóng xe đi mất Tôi bước vào phòng Đặt ba lô của tôi xuống Căn phòng thì không lớn lắm Khoảng hơn 10 mét vuông Ít đồ đạc vì anh tôi ở có một mình Một chiếc giường nhỏ Vừa cho hai người nằm một cái giá sách trên đó toàn là sách về xây dựng một cái tủ quần áo bằng gỗ nằm ở góc phòng bên cạnh cái giường chân giường ngủ thì hướng về phía cửa sổ nhỏ cạnh cửa ra vào đêm hôm đó sau khi đi ăn về tôi nhận ra là anh tôi còn chưa đi làm về tôi có bật chiếc đèn bàn rồi đặt lên chiếc bàn con con ở đầu giường tranh thủ học ôn một chút để chuẩn bị cho kỳ thi đúng lúc đó Có một thứ gì đó Lướt qua cửa phòng anh tôi Như một cơn gió Tôi cảm nhận được như vậy Và có ngẩng đầu lên nhìn Nhưng không thấy gì Nên lại cùi xuống học bài tiếp Một lát sau Tôi nghe thấy Có tiếng xô chậu gõ vào nhau loảng xỏa Trong nhà tắm Tôi nhìn lại đồng hồ Đã gần 11 giờ đêm Sao ai còn đi tắm cái giờ này nhỉ Tôi chỉ nghĩ vậy trong đầu vì lúc đó tôi nghĩ có thể đó là ai ở trọ ở khu này đi học hoặc đi làm về muộn nên tắm muộn chăng bất chợt có một tiếng hát khe khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi đó là tiếng hát của một cô gái tiếng hát thì không rõ lắm lúc to lúc nhỏ như thể là được gió vọng lại vậy lúc này trí tò mò trong tôi nổi lên Tôi muốn biết đó là ai Có phải đó là cái người đi ngang qua phòng tôi lúc nãy hay không Tôi giòn rén bước ra cửa Thò đầu ra ngoài Nhìn ra phía nhà tắm Thì thấy tất cả các phòng tắm đều tắt điện tối om. Ô hay Chả nhẽ mình lại nghe nhầm Làm gì có ai ở đây Tôi lại quay trở về phòng Tiếng hát đó lại vang lên Nhưng lần này tôi quyết tâm không ra xem nữa một lát sau, ông anh họ tôi về với vẻ mặt khá mệt mỏi. Kinh, chưa đi ngủ cơ à? Học chăm thế, mày định lấy thủ khoa à? Tôi cười trừ, nhưng trong lòng thấy hơi khó chịu. Dù gì thằng em từ quê mày ra, mà ông ấy thì đi miết tới tận nửa đêm mới về. Đêm hôm đó, tôi có một cái giấc mơ rất lạ. Tôi có mở mắt ra, thấy trong phòng tối om. Nhưng cửa sổ và cửa chính đều mở Có ánh sáng mờ mờ như thể lúc tờ mờ sáng hắt vào trong phòng Tôi có thấy trong mơ Một người con gái đứng phía ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng Chính xác là nhìn tôi chầm chằm Nhưng không có nói gì Chỉ cười Một nụ cười khó hiểu Và có phần hơi đáng sợ Đột nhiên Cô ấy đi Mà không Chính xác là trôi trên mặt đất qua phía cửa chính Lúc đấy tôi nhìn kỹ và phát hiện Cô ấy không có chân Nhưng vẫn đang di chuyển nhẹ nhẹ trên mặt đất Về phía dãy nhà tắm Mồ hôi tôi lúc đó tuôn ra đầm đìa Tôi có thể cảm thấy từng giọt đang lăn dài trên trán Rồi rớt xuống cổ Nhưng không hiểu sao Tôi không thể cỡ quậy được Tôi chỉ muốn quay sang đánh thức ông anh đang ngủ ngáy khò khò bên cạnh nhưng tất cả đều vô ích. Tôi rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ, bởi tôi biết tôi vừa nhìn thấy cái gì. Biết không làm được gì, tôi cố gắng cựa quậy ngón tay, bàn tay và sau đó là cánh tay. Tôi vùng lên đập mạnh xuống giường một cái. Đau điếng nhưng vẫn sợ. Tôi la toáng lên. Ông anh tôi tỉnh giấc. Tôi có kể lại thì ông ấy bảo. Làm gì có chuyện ma cỏ trên đời này Vỡ vẩn Đi ngủ đi Ồn ào là người ta chửi cho đấy Tôi thấy khó chịu Vì những gì tôi nói Không khiến cho anh tôi mảy may tin Nằm nghĩ ngợi một chút Tôi lại ngủ tiếp đi Và trong giấc mơ Tôi lại gặp cô gái đó Nhưng lần này Cô ấy không đứng ở ngoài cửa Mà là ở chân giường Tôi có thể nhìn thấy rõ Cô gái này còn khá trẻ Mái tóc dài Đen phủ kín bờ vai Cô ấy mặc một chiếc áo màu trắng Hình như trên tay có sách một chiếc cặp thì phải Cô ấy không nói gì Dù tôi hỏi rất nhiều câu Đột nhiên Cô ấy đi về phía cái tủ gỗ Ở cạnh giường Mở tủ ra Chui vào trong và tự đóng lại Trong giấc mơ Tiếng hát của cô ấy vọng ra từ trong tủ Nghe rõ một một đó là một bài hát mà tôi đã từng nghe qua đài cassette của ông anh họ tôi. Hồi ông ấy còn học đại học, mỗi lần về quê là hay mở ra cho tôi nghe. Lúc đấy thật sự là kinh hãi. Tôi nhắm nghiền mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, ông anh họ tôi nhận được một cuộc điện thoại. Bảo là phải đi có công chuyện gấp. Ông ấy lại dặn tôi tự lo cơm nước Nhớ khóa cửa cẩn thận khi đi ra ngoài Và không tự ý bắt chuyện với người lạ Rồi ông ấy lại phóng xe đi mất Chỉ còn lại có mình tôi ở phòng Ngồi thư người ra một lúc vì mệt mỏi Tôi chợt nghĩ về cái giấc mơ đêm qua Phải chăng có điểm gì trong giấc mơ này Tôi mới mở cái tủ gỗ cạnh giường Bên trong chỉ có mấy bộ quần áo đi làm Của ông anh tôi Đôi giày và mấy đôi tất bất chợt tôi chú ý tới khu vực nơi nóc tủ tôi có trèo lên chiếc bàn con con cạnh chiếc tủ và nhìn thấy có một cái bát hương nhỏ và một tấm ảnh đặt nằm sấp tôi ngửa tấm ảnh lên và bất ngờ suýt nữa thì ngã xuống đất bởi lẽ trong tấm ảnh chính là cô gái mà tôi gặp đêm qua sau một lúc hơi hoang mang và hoảng sợ Tôi đứng dậy Kiếm chiếc rẻ Đổ đầy chậu nước Quét mạng nhện Lau chùi khu bàn thờ Tôi có khóa cửa Đi ra phía đầu ngõ Mua ít hương Hoa quả về để thắp Đến trưa Ông anh tôi đi làm về Vừa bước vào phòng Ông ấy nói Chà chà Hôm nay bà chủ lại chu đáo phết nhỉ Lại có trái cây để ăn rồi Tôi có đem chuyện sáng hôm đó kể lại cho ông anh tôi nghe Ngồi chấm ngâm một lúc thì ông ấy bảo Anh sợ là nếu anh kể chuyện này ra Thì sẽ khiến mày hoang mang, sợ hãi, không ngôn thi được Thế rồi ông ấy kể lại Ngày trước ở căn phòng này Có một nữ sinh viên đã từng ở Một lần vì buồn chuyện gia đình Do nghị quẩn đã tự tử trong nhà tắm Kể từ đó Bất cứ ai đến ở căn phòng đó Đều bị cô gái đuổi đi bất đắc sĩ bà chủ trọ đã phải lập một cái bàn thờ nhỏ trong phòng để xin cô ấy không phá phách nữa cho đến khi ông anh tôi đến ở lúc đầu ông ấy cũng thắc mắc là sao phòng lại giá rẻ như vậy mà bà chủ lại đón đả mới chào ghê lắm đêm đầu tiên ông anh tôi đi uống rượu say về đang ngủ thì nghe thấy có tiếng gõ cộc cộc phát ra từ trong tủ ông anh tôi quát cái gì đấy thì trong tủ có tiếng trả lời dạ không có gì em chỉ đóng lại cái quan tài của em thôi ạ à. ông ấy quát tiếp thế mày gõ xong chưa mẹ nó để tao mà phải dậy là tao đốt hết cả đi đấy và thế là từ đó cô ấy không dám dọa anh tôi nữa cho đến khi tôi đến ở cái phòng này mấy đêm sau tôi không còn mơ thấy nữa và đến hôm tôi đi thi thì may mắn thay đúng những phần mà lúc ở nhà tôi không ôn ra ngoài này mới ôn thì đều vào hết năm đó tôi đỗ với số điểm khá cao hà nội tôi có nhiều cảnh đẹp và nhiều nơi đi chơi quá đồ ăn phong phú mà cũng ngon ông anh tôi đưa tôi đi chơi khắp nơi ăn kem chẳng tiền đi bộ quanh hồ gươm mua đồ ăn vặt, đi lượn lờ phố cổ và cuối cùng cũng đến ngày tôi phải về. đêm hôm đó tôi có mua một ít trái cây thắp nhang trên bàn thờ của cô gái kia, gọi là để chào tạm biệt. sau thời gian ngắn ở đây, tôi đã quen kha khá người. tôi lần la sang các phòng khác bắt chuyện rồi lòng quen các kiểu. tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó tôi đang đứng với mấy anh chị ở phía mái hiên trước cửa dãy trọ. Thì nhà hàng xóm bên cạnh đang cãi nhau Chắc là một đôi vợ chồng nào đó Tôi cũng không để ý lắm Tôi đang cầm cốc cà phê trên tay Tay kia thì cầm điếu thuốc Nói chuyện rất vui vẻ Đột nhiên hai mắt tối sầm lại Như kiểu bị hạ đường huyết Một cơn gió nhẹ Nhưng cũng đủ để xô ngã tôi Về phía đằng sau Tôi loạn choạng lùi mấy bước Rồi ngồi bệt xuống đất Cách chỗ tôi đứng trước đó khoảng vài mét Nguyên một cái tivi to tướng rơi ngay trước mặt tôi Ngay chỗ tôi vừa đứng cách đó vài giây Trước sự ngỡ ngàng Hãy hùng của tất cả mọi người đang đứng đó Nguyên do là vợ chồng nhà hàng xóm Bên cạnh cãi nhau Ông chồng do không giữ được bình tĩnh Đã ném chiếc tivi ra ngoài ban công tầng 3 Nhưng không ngờ Là lại rơi sang phía khu trọ của ông anh tôi Và chỉ trong tích tắc Đó có thể chính là chỗ tôi đứng Tuy không nói ra Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ Ai đã cứu xuống tôi lúc đó Sáng hôm sau Trước lúc ra về Tôi lễ tạ Rồi chào mọi người Sau đó ra xe về Nhiều năm sau Tôi cũng không còn nhớ về cái khu trọ đó nữa Và những chuyện đã xảy ra Vì bận, vì công việc Cuộc sống là như vậy Có những lúc ta sẽ cần có thời gian Để mà hoài niệm, để mà biết ơn Còn nhớ Hồi đầu năm 2009 Lúc đó tôi là sinh viên sư phạm vừa tốt nghiệp Ra trường tôi xin đi dạy ở một trường cách nhà khoảng trường 12 số. Khoảng cách không phải là quá xa để mà chọn lại Cơ mà đi buổi thì hơi cực Mà có ở lại thì cũng chẳng biết phải ở đâu Vì trường tôi dạy là một ngôi trường làng Vùng đó thì dân còn nghèo Và cũng chẳng có chỗ nào cho thuê trọ hay nhà nghỉ gì cả Tôi nhớ như in cái buổi trưa hôm đó Hết tiết năm chừng khoảng gần 11 rưỡi Học sinh tan học Tôi hòa mình vào đám đông Len lỏi để vội về nhà Tránh cái nắng chưa oi bức Đi được khoảng gần 3 cây số Thì bất chợt Thấy có một người phụ nữ trẻ tuổi Chắc tầm khoảng ngoài 30 gì đó Đang đứng bên vệ đường vẫy xe tôi Tôi có dừng lại Thì cô ấy nói Là muốn đi nhờ xe về nhà vì đứa cháu trở đi việc nhưng bận việc riêng nên về trước thành ra không có xe để về tôi cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn thế là cô gái đó ngồi lên xe và cuộc hành trình kỳ lạ bắt đầu có vẻ cô gái ấy là người khá cởi mở và ưa trò chuyện lúc đi đường cô ấy hỏi tôi đủ thứ chuyện về cuộc sống về công việc về gia đình Tôi cũng thật thà kể cho cô ấy nghe mọi chuyện Kết lại câu chuyện Cô ấy có nói một câu Mà tôi nhớ mãi Cái số cháu nó vậy đó Cũng khổ đấy Chẳng sướng đâu Ban đầu thì hơi vất vả chút Nhưng yên tâm Sau này sẽ khác Cháu hãy tin là như vậy Đi được một đoạn Cô ấy bảo dừng xe Vì thấy có một bà bán ổi Đang ngồi ven đường Cô gái đó chạy xuống Mua mấy quả cho vào túi ni lông, sau đó chạy ra ngoác vào xe tôi. Tay cầm lấy một quả, vừa nhai rau ráu vừa bảo tôi: "Lâu lắm rồi chị mới ăn ổi, ngon quá. Em mang chỗ ổi này về mà ăn nhé." Tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện vì cũng đang vội về nhà. Đi thêm một đoạn thì cô ấy bảo là đến nhà rồi và bảo tôi dừng xe cho xuống. Tôi dừng xe lại, tự nhiên đầu óc choáng váng mắt tối sầm tôi cứ ngỡ là mình bị say nắng hoặc có thể là do đói quá nên mới bị như vậy mất một phút định thần lại tôi nhìn quanh thì thấy có mỗi mình tôi trên con đường này nắng vẫn trang trang bên cạnh tôi là một cái nghĩa trang của làng đâu đó ở phía sát mét đường có một ngôi mộ trên đó có một bát hương vẫn còn đang cháy dở khỏi bốc nghi ngút tôi giật mình nhờ tới cái túi ổi treo ở xe trong đó chỉ có vài viên đá và cỏ rác tôi choáng váng thật sự hình dung ra sự việc đã xảy ra tôi sợ vội vàng tìm một nhà dân gần đó ngồi cho trấn tĩnh sau khi nghe xong câu chuyện tôi kể mấy người ở đó chết miệng rồi nói lại là cái con bé đấy mấy người rồi nó toàn trêu người ta đi đường hồi tháng trước cô gái đó bị tai nạn ô tô ở cái đoạn đường gần trường tôi dậy Có lẽ là vì chấp niệm quá lớn Cô ấy vẫn nghĩ mình còn sống Nên cứ hợp ai Là xin đi nhờ xe để về nhà Bản thân tôi cũng đã trải qua Một trải nghiệm rùng rợn Mà tôi không muốn trải qua lần nào nữa Trước Tết âm lịch Năm 2019 Tầm một tháng Trường học nơi tôi đang công tác Xảy ra một việc kinh hoàng một học sinh bị điện giật đến chết. Ngôi trường nơi tôi dạy nằm ở vùng nông thôn, bao quanh là đồng ruộng mênh mông. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Họ trồng lúa và hoa màu. Những thanh niên trai tráng khi lớn lên đều đi làm ăn xa hết. Chẳng mấy ai ở nhà. Thành ra trong làng toàn là người già với trẻ nhỏ. Trước đó ít hôm, có một nhà nào đó làm móng để xây nhà. Họ xây nhà trên nền của một cái ao cũ. Cái ao đó do lâu năm không nạo vét nên đất bùn cũng đã lấp gần đầy. Người dân trồng rau muống ở đó để bán. Và điều quan trọng ở đây là ở trong ao vẫn còn cá. Mấy ông thợ xây tích của xin phép chủ nhà cắm điện để đánh cá. Nhà chủ họ đồng ý, liền nối dây điện vào một cái nắp vùng bằng nhôm, sau đó thả xuống nước rồi cắm điện cá nổi trắng cả một góc ao có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu như mấy ông thợ xây không đánh cá vào lúc trường tôi tan học các học sinh ùa về trên đường làng rồi túm tụm chỗ bờ ao xem đánh cá chỉ trỏ háo hức cười đùa và một bi kịch đã đến khi một em học sinh lớp 7 trường tôi cũng về nhà bắt chước làm theo vì nhà em ấy cũng có ao cá buổi trưa hôm đó Chờ lúc ông bà đi nghỉ trưa Một mình em ra ao cá so nhà Và thực hiện giống như đã thấy mấy ông thợ xây đã làm Lúc thấy cá vừa nổi lên Vì quá mừng rỡ Em vội chạy ra ao vớt cá Mà quên không rút điện Thế là Khoảng một tuần sau khi em học sinh đó mất Tôi có một giấc mơ khá kỳ lạ Tôi mơ thấy tôi đến trường vào lúc tờ mờ sáng Khung cảnh thì cứ mờ mờ ảo ảo Có cả một lớp sương mù dày đặc Bao trùm các dãy phòng học Phòng bảo vệ thì đóng cửa im ỉm Không thấy ông bảo vệ đứng ở cổng chào tôi như mọi khi Phòng hiệu trưởng thì vắng tanh Các bóng điện, hành lang vẫn sáng Nhưng không đủ để xua đi vẻ âm u của không gian xung quanh Chẳng hiểu vì động lực nào Tôi cứ lầm lũi bước đi Mà không để ý tới những gì bất thường Đang diễn ra xung quanh Tôi leo lên cầu thang để vào lớp Trường học thì im ắng lạ thường Các học sinh đi theo tốt vào Nhưng chỉ lặng lẽ Mà không trò chuyện rôm rả Tôi bước vào lớp Vẳng canh Và nhìn kỹ lại thì thấy Ở cuối lớp Có một em học sinh đang ngồi Gục mặt xuống bàn Dưới ánh sáng mờ ảo Của cái bóng điện hành lang Hát vào phòng Tôi thấy em học sinh đó Mặc chiếc áo đồng phục màu trắng Mái tóc lờ thờ hủi cua Trên vai đeo chiếc khăn quảng đỏ Bất chợt tôi có hỏi Em là ai thế? Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó Trong mơ tôi lại hỏi như vậy Tôi thấy đôi vai của em rung lên Và bắt đầu thu thít khóc Thầy ơi Em lạnh quá Dưới này nhiều nước quá Các bạn không ai chơi với em cả Chẳng ai nhìn thấy em Tôi nghe câu được câu Trăng Vì em vừa nói vừa thút thít Đột nhiên em đứng phát dậy Chạy ra cửa Tôi vô thức chạy theo Ra đến cửa thì em đã biến mất Chỉ thấy trước mắt là khoảng sân trường mờ tối Có vài bóng cây xà cừ Đang xào xả xà. Sáng sau tôi đến trường Đầu đau như bố bổ Tôi lên lớp Chỗ em ngồi hiện tại vẫn trống vì các học sinh khác cho rằng Đó là chỗ của bạn học sinh kia Và không ai dám ngồi Thỉnh thoảng khi dậy Tôi bất giác có đảo mắt qua chỗ đó ngồi Và nghĩ Có khi em ấy vẫn đang ngồi đó Và nghe tôi giảng bài Ngồi học cùng với các bạn Tôi có hơi chút dùng mình khi nghĩ như vậy Sau kỳ nghỉ Tết Tất cả hoan hỉ trở lại công việc của mình Tôi trở về việc dạy học mong muốn một năm mới may mắn đến với tôi các đồng nghiệp và học sinh thân yêu của mình cho đến cách đây hơn một tuần chiều muộn hôm đó tôi vừa ăn cơm tối cùng gia đình thì nhận được hai cú điện thoại alo thầy mạnh phải không ạ thầy cho tôi hỏi thằng minh con tôi nó có qua nhà thầy chơi không ạ dạ không ạ bác là phụ huynh của em minh ạ bỗng tôi nghe thấy có tiếng ồn ào tiếng gào khóc của một vài phụ nữ trong điện thoại rồi phía bên kia cúp máy tiếng tút kéo dài chưa kịp định thần lại điện thoại tôi lại reo chú hiệu trưởng gọi gấp alo cháu sang trường ngay nhé có việc gấp nhớ mang theo đèn pin rồi vội tắt máy tôi cũng chưa kịp hỏi có chuyện gì cũng chẳng kịp suy nghĩ gì thêm tôi phóng xe một mạch sang trường một em học sinh năm lớp 7 mất tích Sau khi đi tắm sông cùng bạn bè chiều hôm đó Gia đình nghĩ đến tình huống xấu Xã đã huy động toàn bộ thanh niên đi dọi đèn để tìm Tôi thấy các đồng nghiệp cũng đã có mặt đầy đủ Mọi người vội vã chia nhau đi tìm Mọi người đổ xô ra sông Dọi hết trên bờ rồi xuống nước Giáo rác tìm kiếm Nhưng chẳng hiểu sao Trong thâm tâm tôi lại chẳng mảy may hy vọng Có thể tìm thấy em ở đây Như linh tính mách bảo Tôi rủ thêm vài người nữa Cùng tôi quay trở lại trong làng Con đường dẫn từ sông về nhà em học sinh đó Băng qua những cánh đồng ngô đã thu hoạch Người dân bó những thân cây ngô lại Xếp bên bờ ruộng Chắc là để đem về cho châu bò ăn Hay làm củi gì đó Tôi thì cứ mải miết lội vào ruộng Với một niềm tin mà lúc đó Chính tôi cũng không giải thích được tôi nhớ là đã lội qua cái khu ruộng đó không biết bao nhiêu lần cùng mọi người có lẽ đất dưới chân tôi cũng đã nát tơi rồi mà vẫn không thấy bất chợt tôi nghe thấy có ai đó la lên đây rồi người ta tìm thấy em học sinh đó đang nằm giữa đống thân cây ngô nơi tôi và nhiều người đã đi qua cả chục lần thế quái nào mà lại không thấy nhỉ đến giờ tôi vẫn tự hỏi như vậy trong miệng em đầy thân cây ngô và đất cát mặt thất thần ngây dại Sau khi tỉnh lại Mọi người xuống vào hỏi chuyện Em kể trên đường đi tắm sông về Trời thì sâm sầm tối Đi qua ruộng Thì gặp bạn Phú là em học sinh đã mất do điện giật Bạn ấy rủ em này đi ăn quả vặt Vì thế em ấy vô thức bước theo Em ấy có kể lại Là bạn Phú bảo Ở dưới này buồn lắm Vì chẳng ai chơi cùng Và muốn rủ thêm vài bạn xuống dưới chơi với mình tôi nghe vậy mà chợt dùng mình vì nghĩ lại giấc mơ trước đó cuộc sống đôi khi quá mong manh có lẽ dù trong bất kỳ thế giới nào con người vẫn luôn cần đến cái tình tôi cảm thương cho học sinh đó thấy buồn thấy tiếc thấy hụt hẫng tôi trở về nhà và lại một đêm dài mất ngủ bạn mạnh cũng chia sẻ một câu chuyện do bà bạn ấy kể lại khi còn sống bà kể là hồi còn trẻ do gia đình đông con lại nghèo túng nên bà phải đi ở đợ gia đình mà bà đi ở là nhà địa chủ rất giàu có trong nhà có rất nhiều gia nhân người ở một ngày nọ ông chủ nhà bỗng nhiên đột tử ngày đó y học thì chưa tiên tiến như bây giờ thấy như vậy gia đình chỉ cử hành tăng lễ Chứ không có kiện tụng hay điều tra gì Sau tang lễ Bà vợ cứ thấy trong lòng bất an Nóng ruột khó tả Cảm giác như cái chết của chồng bà có vấn đề Vì khi còn sống Ông là người rất ham thể dục Ăn ngủ điều độ Nói là làm Một tuần sau đó Bà quyết định đi tìm một thầy phù thủy cao tay Sau một hồi bàn bạc Ông phù thủy đó quyết định Chọn phép đánh đồng thiếp Để đưa bà vợ xuống coi âm Tìm ông chồng để hỏi cho ra nhẽ Ngày hôm sau Buổi lễ được sửa soạn rất chỉnh chu và cẩn thận Bà tôi có kể Cả đời chưa bao giờ thấy một cái lễ nào to đến vậy Ông phù thủy dặn bà vợ cẩn thận Đưa cho bà ba đồng tiền có yểm bùa Dặn cầm trong lòng bàn tay Lát nữa xuống Ai hỏi gì cũng không nói Qua một cây cầu Sang bên kia Nếu có người Bắt mua cháo để ăn Thì nhịn đừng có ăn Mà chỉ cho vào bát một đồng xu rồi trả lại Lát quay về Qua cầu Cho dù nghe thấy bất kỳ ai gọi Thì cũng đừng ngoái đầu lại Thế rồi ông có đưa thêm cho bà một lá bùa Dặn là phải giữ cẩn thận Không được để rớt Không thì người ta sẽ nhận ra bà không phải là người âm Lúc ra về thì phải dứt khoát Không được lưu luyến Nếu bà về muộn sau 12 giờ trưa Cửa âm đóng thì bà sẽ ở lại đó vĩnh viễn luôn. Sau khi dặn dò xong, ông phù thủy bảo bà nằm lên một cái giường kê ngay gần đàn tràng. Ông nổi chuông lên, đọc thần chú và khiển âm binh đến để tiễn bà đi. Bà mình kể lại là lúc đó bà chủ bắt đầu thiếp đi, chân lạnh dần và sau đó đến đầu thì bà chủ không cử động được. Vì lúc đó hồn đã lìa khỏi xác Đúng gần 12 giờ trưa Ông phù thủy bắt đầu rung chuông Thắp hương khấn Rồi đọc thần chú gọi bà vừa dậy Ông sai người bôi rượu vào chân tay Và đầu Quả nhiên dần dần người bà ấm lên Và khoảng 10 phút sau thì tỉnh lại Thở hồn hển Người nhấp nháp như da cá Bà kể lại Là có gặp được ông chồng Nhưng đang bị nhốt để tra khảo Bà có đút lót cho quan coi ngục Để vào gặp ông chồng ông chồng đang bị tra khảo vì những tội ác gây ra lúc còn sống người gầy còm ốm yếu tất cả những gì người nhà đốt cho ông đều không nhận được vì đang phải chịu tội bà vợ thì thương chồng khóc như mưa rồi bà lấy một đồng đút lót cho người lính canh mua bát cháo trắng cho chồng ăn rồi hỏi han chuyện lý do tại sao ông chết ông chồng trả lời là vào buổi sáng hôm đó sau khi ăn xong bát cháo do thằng bếp nấu thì trong người thấy khó chịu mệt mỏi khó thở rồi lát sau là qua đời ông còn kể là sau khi mất ông còn lang thang quanh nhà vì không biết mình đã chết và ông có thấy thằng bếp nó giấu cái gói gì đó vào bếp cho đến đó thì ông nghe thấy có người gọi ngoài cửa ra ngoài thì bị lính bắt đi luôn bà chủ mới ngồi dậy đi xuống bếp bởi đống cho thì thấy có một gói thuốc độc Thằng bếp quỳ xuống xin tha mạng Lý do là vì hôm trước Thằng bếp trộm tiền của ông chủ Bị ông chủ sai lính đánh cho một trận Nên sinh lòng thù hận Và tìm cách trả thù Cuối cùng Tên giết người cũng phải đền tội Câu chuyện này cũng đã kết thúc Tập nhân trường sống ngày hôm nay Nếu các bạn thấy hay Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ MC Đồng thời hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện trong phần bình luận của video Cũng như chia sẻ những câu chuyện tương tự nếu các bạn đã trải qua Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân chứng sống